Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Rayon sách học sinh. Hôm nay chúng ta làm bài số 4, Unit 4, 4B, trang 39, phần ngữ pháp. Trong cái bài này thì các bạn học về thì hiện tại tiếp diễn, Present Continuous. Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. Công thức là chủ ngữ cộng amia cộng động từ thêm ing. Nếu mà có not thì thêm not vào, tức là câu phủ định thêm not sau to be. Câu nghi vấn thì đưa to be ra trước chủ ngữ. Ok, dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn là trong câu có now, right now, at the present, at the moment, dấu chấm than, today. Giờ chúng ta cùng làm bài, gạch cái đáp án đúng ha. Ở đây thì phải là A đó các bạn. Đây A watching TV, bọn họ đang xem TV. Câu số 2, Monica là chủ ngữ số ít, các bạn nhớ con vào y nha. Monica y going shopping. Monica đang đi mua sắm. Câu số 3 là I am making a snowman. Tôi đang làm người tuyết. Câu số 4, we are having a picnic. Nhà we are having a picnic. We phải đi với A rồi. Rồi sang bài số 2 là chúng ta chuyển các câu sang negative là phủ định và interrogative là nghi vấn. Như đã nói rồi, khi mà chuyển sang phủ định các bạn thêm not so to be và chuyển qua nghi vấn thì đưa y ra đầu câu thôi. Và thêm chấm hỏi cuối câu, cho câu 1 này, Patrick đang chơi basketball thì chúng ta đi như thế nào? Thêm not sau y thôi là isn't đấy. Patrick isn't playing basketball. E Patrick playing basketball nhé. Câu số 2, các cô gái đang đọc sách, chúng ta sẽ chuyển là the girls aren't reading, các cô gái đang không đọc sách, và are the girls reading chấm hỏi là các cô gái đang đọc sách phải không. Câu số 3, trời đang có tuyết nhá, it isn't snowing, và is it snowing, trời đang có tuyết phải không. Rồi sang bài số 3, trang 39, look at the picture, write question and answer as in the example. Chúng ta nhìn bức tranh ở dưới đây. Ok, và chúng ta làm gì? Chúng ta đặt câu hỏi và chúng ta trả lời theo ví dụ. Maria đang ngủ phải không? Không, cô ấy đang đọc sách. Chúng ta sẽ viết như thế này. Đối với câu hỏi thì các bạn để ý đầu câu này. Is Maria sleeping? No, she isn't. She is reading a book. Nha. Câu số 2 này. Tom đang chơi bóng đá phải không? Không, anh ấy đang ngủ. Viết như thế này. Is Tom playing football? Tại sao các bạn phải có y? Bởi vì đây là thể hiện tại tiếp diễn mà câu hỏi thì các bạn phải để y phía trước. Tom là chủ ngữ số ít, các bạn sẽ y thôi. Play là động từ của chúng ta, thêm ing vào nhé. Is Tom playing football? No, he isn't. He is sleeping. Sau câu số 3 là Peter và Jackson đang bơi phải không? Và đánh dấu tích như này là Z đấy. Peter and Jackson là chủ ngữ số nhiều. Các bạn nhớ xài A và để chủ được đầu câu đấy. Peter and Jackson swimming. Swimming. Are Peter and Jackson swimming? Yes, they are. Câu số 4 này. Bà, grandma là bà đang trồng hoa phải không? Không, bà ấy đang ăn bánh. Vậy chúng ta sẽ viết là y. Bởi vì sao? Bởi vì bà là chủ ngữ số ít. Y, grandma, plant là động từ của chúng ta là trồng cây đấy. Chúng ta thêm ing vào là thành planting flowers. Y, grandma planting flowers? No, she isn't. She is eating a cake. She is eating a cake. Nha, không, cô ấy đang ăn bánh. Rồi, is grandma planting flowers? No, she isn't. She is eating a cake. Câu số 5, granddad đang uống nước cam ép phải không? Granddad là chủ ngữ số ít, các bạn nhớ sợi y này. Is granddad drinking orange juice? Yes, he is. Bởi vì đây là dấu tích. Rồi, sang bài số 4 trong 39 liên quan tới cái phần thì hiện tại tiếp diễn nhá. Chia động từ trong ngoặc. Nha, thì hiện tại tiếp diễn present continuous. Bây giờ các bạn để ý câu này là câu hỏi thì phải là động từ to be được trước. Peter là chủ ngữ số ít, các bạn để ý đầu câu. E Peter sleep là động từ của chúng ta thêm ing vào thành sleeping. E Peter sleeping? No, he isn't. He is talking to Pam. Anh ấy đang nói chuyện với Pam. Where is Josie? Josie đâu rồi? She is walking to the park. Cô ấy đang đi bộ ra công viên. Câu số 3, anh ấy đang chơi computer game trong phòng phải không? Là is he playing computer games in his room? No, he isn't. He is chatting online with his friend. Không, anh ấy đang chatting, đang nói chuyện online với bạn. Chat gấp đôi chữ tờ thành chatting như thế này. Câu số 4, những đứa trẻ là chủ ngữ số nhiều. Các bạn nhớ xài A chứ không thể xài Y nhé. Are the kids doing? Những đứa trẻ đang làm bài tập về nhà phải không? No, they are listening to music. Không, họ đang nghe nhạc. Rồi, câu số 5. Câu số 5 này. An đang đọc tạp chí phải không? Magazine là tạp chí. Is An reading a magazine? No, she isn't. She is watching TV.
cô ấy đang xem TV. Sang bài số 5 liên quan đến giới từ chỉ sự chuyển động movement nha. Bây giờ chúng ta nhìn cái hình này, bạn này đang băng qua đường. Băng qua đường là chúng ta xài cái từ across, còn along là đi dọc theo. Johnny walking across the road. Bạn này đi vượt lên trên con sông nha, thì chúng ta gọi là over, là đi vượt lên trên. He is going over the river. Sang câu tiếp theo là đi xuyên qua, đi đường hầm, đã xuyên qua hầm, là xuyên qua là through nha. He is going through a tunnel. Câu số 4 là anh ta đang đi ra khỏi nhà, ra khỏi là out of. He is going out of the house. Rồi chúng ta tạm dừng bài 4B tại đây.